Trường Tiểu học Phan Như Thạch thành phố Đà Lạt vừa tổ chức chương trình văn nghệ tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vui xuân đón Tết Quý Mão 2023. Với chủ đề Cung chúc Tân Xuân, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Phan Như Thạch đã trao 58 phần quà Tết cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại trường. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng, trong đó bao gồm bánh mứt và 500.000 đồng tiền mặt. Cũng tại chương trình, trên 1.000 học sinh của trường đã được hòa nhịp vào những giai điệu vui tươi, rộn ràng qua những tiết mục hát, múa, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, mùa xuân mới và những trò chơi vận động sôi nổi. Thông qua hoạt động trên nhằm giúp học sinh được hiểu hơn về nét văn hóa truyền thống của Tết dân tộc Việt Nam và giúp học sinh nâng cao ý thức về lòng sẻ chia, biết quan tâm đến người khác và rèn luyện những kỹ năng sống cho một học sinh ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.